được chọn sân hoặc bóng. Sân bên này em okay. Chọn sân thì trắng ra bóng nhé. Ok anh em nào, cứ tất cả trên sân nghe còi nhé, mình không nhăng nữa. Đá còi nhá, cái này không kém đá như nào đây. Em cầm cái máy quay đấy, cứ đuổi thằng nào đi xa rồi. Chuyền đi em. Đứng rồi. Đầu vào luôn. Thôi bây giờ bóng mới có khác nhỉ. Chút đầm. Được. Hay rồi. Hay đấy, hay đấy. Giày là đây rồi. Mạnh cho đội này. Đẩy tiền vào trong chị ạ. Thì tôi thì tôi đây thôi, tôi ăn được. Hay. Hay. Nhìn vào, bạn nhìn vào, nhìn cái này vào. Chỉ cần để này thôi là được rồi. Cái máy này nhỏ này thôi mà. Ôi quá nhỉ. Lườm rau gắp thịt. Không có gì bắt bắt buộc phải thắng cũng khác. Rồi ngay lên những phút đầu giờ. Cái ông gì ông hay nói với ông không hét đâu à? Không hò hét à? Tốt đấy à? Đỡ anh nhá. Hôm nay là dành sức để đá rồi. Tốt à, các kiểu đấy à? Mọi khi dùng sức để nói cũng nhiều quá, tốn thể lực. Ủa lệch của anh ạ. Ôi dồi anh ơi, thế thì chết. Mấy con đồ chọc kia đã tụt vào đi, đứng ngồi kia. Vô duyên vào rồi. Đây, đi lại tình huống bóng. Nghe tài chả bóng tài em ơi. Bóng tài, nghe tài. Trường hợp là chạm bóng rồi. Trắng ngồi. Không phạt tiếp nữa. Lao giáo đây phải bắn gì? Anh im hẳn. Quả này chủ ý sút thì có khi lại đéo vào. Bóng đá lại thế gì? Đỏ hơn. Đá chắc nào. Đá đây một quả chưa gì. Một quả chưa gì, có lên anh ơi. Chắc vào. Chậm thôi. Thắng tươi nước sôi. Không phải hội đâu. Đội này mình áp sát rồi. Giữ. Rồi. Thế đi em. Tiền kỹ thuật hơn đấy. Rồi. Quá nhỉ. Đuổi theo mệt. Bó về. Qua trong. Chạy qua trong. Con. Anh không kèm số 10 không? Một người nhau số 10 thôi. Sẽ sát vạch nhé, sát vạch. Nào, ông giúp vì thế nào. Ui dồi. Ui. Cố gắng kiếm cái giải cho đội như. Về thôi, nhẹ nhàng.
Sớm chân lên. Đây anh đang đăng ký. Đăng ký bàn này. Đây tốt đấy. Đây. Đạt. Chạy đi Bính. Kinh đấy, kinh đấy. Đá chắc đi. Ghi thêm đi, ghi thêm bàn đi. Lùi anh ơi. Kìa, kèm sát vào. Thủ môn. Tại kia. Đừng nhìn đấy đúng không? Sơn ơi, ghi thành người lên Sơn ơi. 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 Sơn
hai người. Mình biết đá được. Nước kia, nước kia, nước ngoài kia, ngoài kia. Để nó xanh không? Đấy. Đấy anh ơi. Đấy. Sấp. Được rồi, được rồi, anh nha. Anh vào để cánh đá đi, anh vào đi. Hay quá, quả chuyền hay đấy. Thôi được rồi, Yên. Quan gôn là chết. Cắm vào đây. Đáng ơi, sao rồi? Anh Sơn kìa. Vào gôn đi. Xuống người vào. Chốt về đi, chốt về đi. Kìa. Đấy. Đá chậm chậm. Ý tưởng anh à. Chậm chậm không ổn. Đá chậm lại đi. Bên này đẩy hơi cao hai cánh này. Hai cánh này nó chết đấy. Khổng lắm. Tăng hoa hết. Cánh đều lên hết. Cánh này yếu. Không nhìn nhau. Cánh này yếu. Thắng không. Lạnh quá. Có khi quay một hiệp thôi. Sút hết cả chim. Sút hết cả tay rồi. Con này phải quay được 2 tiếng. Bình trầu bởi vì nó tối giản cho cái việc là không hiển thị. Nó chỉ tập trung vào công nghệ quay xử lý thôi. Hậu kỳ ấy. Rồi. Chia nhau kèm đi. Một. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Ui giời ơi. Đẻ đi. Quay cả lộn đi thèm này. Có đóng được lên giò. Đi thôi, qua đấy có bị đóng vào gôn rồi đấy. Ở đây để anh Tuấn ghi được bàn, ở đấy nó không ghi được. Nè ạ. Gôn ra, thủ môn đi đâu mẹ rồi. Quả đấy hay quá, thủ cầu thủ kia xử lý hay quá. Đeo gần gôn. Đấy.
1-0 anh ạ. Bên bên kia thắng. Đi. Ôi hay thế, xử lý khéo thế. Nhìn vào màn hình đi. Ôi thế này là cái này là góc rộng mà anh. Cái này quay góc rộng mà, lo gì đâu mà. Nó chỉ quan trọng là nhìn được đường bóng là được. Đúng rồi, nhìn được cứ để quay liên tục đi nhá. Vâng. Pin con này phải được 2 tiếng, quay liên tục phải được tầm 2 tiếng, thoải mái mà. Thế sao hôm trước ông kia không quay à? Mày đừng nói nữa làm tao lộ mày. Chết rồi, ép người vào. Tao đâu có gì đây. Đóng. Đóng ngay. Chuyển đóng đây. Hay. Ừ, tốt quá. Này đấy. Đây chắc chiêu đây. Đó, có cơ hội chưa? Chạy số 7 chạy nhanh chứ. Yeah. Ui giời. Ui béo này tỉ hay phết. Đấy cái điểm béo. Tỉ hay phết, rồi lại tỉ hay quả hay phết. Yeah. Quả hắn sút được đây, có ông này tỉ à. Yeah. Trước ông Thánh Tăng, ông ấy đóng kinh thật. Và, tăng à? Tăng đóng kinh mà. Đi một kinh. Và chân của chân chuét thì ghê vãi đều. Đóng kiếp đấy, ông Long đang ông ấy đóng nhiệt đấy. Để nhiệt. Ôi giời, quá nhỉ, tăng hoa cái nhỉ. Ở bên này thế, dê vào lại lắm. Này dồn bóng bổng là ở nhà hay lỗi lắm. Thỏng cứ chắc rồi phé lên thôi. Bắt người, bắt kèm người. Kèm vào, kèm vào. Bắt người thôi. Số 8 vào, số 10 ra. Thắng ra, thắng rồi, số 10 ra. Quay cái, quay. Nhưng mà mình ăn rùa cái này có tổng dung. Kiểu mới phát phát phạt. hay là lập lè con giả đánh con đen mẹ hai thằng đều nhanh thế. Trọng trọng hay vào đá. Trọng lú, trọng lát. Nhớ cái phân đồn lú thằng nào lát cả đầu đỉ mà. Một kiên sọc, một kiên cứt, một kiên sọc xiên. Thì cứ xiên vào cứt thì Em đéo biết ai mà lần đâu. Em tính chính em mà có chữ vãi ở trước nhá. Còn ông Tú Văn Cơm. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, con không ra gà anh chứ à? Tú Cơ Lọc. Cố lên. Rồi. Thế thôi. Quả bóng đầy đam mê. Không sao đâu anh ạ. Thế được rồi. Anh chỗ người quen vậy. Ấm quá nhỉ anh nhỉ.
cổ du đi cổ du mấy không rồi? Một à? Một không. Đang ăn một quả. Là là được rồi. Anh người đứng dịch vào em nhờ xíu. Anh Kiên. Nổ luôn. Tại sao rồi? Miệng lạnh chết. Qua ông đá tầm dưới. Tôi hơi đuối thể lực tí thôi. Bây giờ ai càng thích đúng không? Trận đấu nó phải nhiệt chứ, đá trận đấu như thế này thì sao mà nóng. Tí tí để xem anh mạnh nhiệt nào nhá. Vui vẻ gì. Bắn luôn. Ờ Số 5. Anh phải đánh tay em thì anh mới đỏ được. Đấy. Đã bảo là chuỗi gọi là vô hình đạo là chưa trước nhau. Đúng rồi. Đúng là cô thương ơi. Đi mẹ. Đi hơn cả cô thương. Thì đéo là được. Ừ. Đấy mà hôm sau mình gặp độ xong kiểu thua mấy quả đen đen đấy mà. Nó không biết chắc chiêu rồi cũng chắc chiêu khả năng thua hết. Đúng rồi. Bóng đá còn đen đỏ không biết được mọi người. Như Liverpool này trận thua Aston 6-1 này 5-1 đấy. Ăn đến 3 quả là đập người. Này anh luận hết kêu nhỉ? Hết. Chắc khấn vái đủ cả rồi mới ra trận hôm nay. Chắc phải chửi thề chửi thiết các thứ rồi. Thành thần thánh nó cũng sợ quá rồi, đâu đéo ra phải thương tí chứ. Chửi đến mức độ đội bạn còn sau đéo dám ghi bàn nữa. Ra hết cả tài. Quả đấy vừa khéo sút luôn không sút. Áo xanh đấy, áo xanh. Xanh nghe, thôi. Đứng yên đấy. Lùi về giữa sân đi cảnh. Lùi về. Rồi lại tốt. Lùi hẳn nữa, lùi hẳn với em ơi, lùi hẳn về em đứng đây nữa. Lùi hẳn về đi. Rồi ok đứng đấy. Cánh bên kia, cánh bên kia. Đóng ra, đóng luôn. Thôi bỏ biên đi, kem người để biên đi. Rồi. từ Kẹ người. Sút què. Nghe tài. Dạ rồi. Què đóng kinh quá. Quả là lòng vòng tin đấy mày. Hở đấy, ông cao kia được tỉ phát. Háng rộng quá cơ. Ok nhá. Tôi đến đá rồi. Chắc chiêu đi. Ông Tòng cũng ngắn hơi cái chân này có đấy làm gì.
dứt khoát lên, dứt khoát lên. Tập trung nhá. Ơi, tức tức à? Thì phải rõ ràng đã hiệp 2. Luôn đâu. Thôi, bắt kia, bắt số 10 kia. Số 10 kia. Mấy đội hình nó hơi lặng tí đấy. Hên quá rồi, đấy, quả đấy tinh tế đấy, tinh tế đấy. Đi vào huyền thoại của bà thằng em ra rồi. Nhìn thấy sao chưa? Mình thấy người. Ai đã bảo thay ra đi. Chậm thôi. Bắt người. Vừa ra cái hết. Bắt số 1 rồi. Chuyền mới quả không căng bóng, không sệt xuống đất, đỡ toàn nhảy lên nhỉ. Người chuyền ảnh hưởng nhiều người đỡ bóng mà. Ông hồ vậy chuyền hay nhiều. Ôi ôi. Tí cô thương nhỉ. Cô thương cái cảm giác, cảm giác được cô thương đúng không? Cảm giác được cô thương. Trời ơi, nguy hiểm thế. Quay lưng nào. Cánh đường ra nào. Tốt. Một cầm một nào. Cánh đường nào. Cánh sơn kìa. Chậm. Sơn trên kìa. À, 3-1 anh ạ. Đội bên này ăn. Đội được cô thương kìa. Sắp rồi anh ạ. Sắp hết rồi. Vãi đá tí tí hết rồi nhỉ. 20 phút rồi mà. Lôi đá rồi. Ôm bóng ra, cánh ra. Dưới này. Khởi động đây, áo đỏ khởi động đây. Thôi.
anh ghi mấy bàn mà cứ để anh luận anh chửi. Bóng chết vào sân, bóng chết vào sân. Bóng anh. Chúng ta sang lấy lên của bóng đấy. Thế là như cái gì đó? Đội hàng xóm nói chuyện sang lấy của anh cái. Anh Đông Hành hôm nay mặc cái anh ạ. Anh em chạy sang bên kia lấy quả bóng. Đây. Chị bảo ghét rồi chị ơi, đếm đi. Đây chả đếm được gì. Thôi. Phát vào. Theo. Đá đi. Chưa coi. Tốt, thưa cánh nha. Rồi. Hay quá. Khó quá. Chắc không vào. Chắc bóng. Đẩy luôn. Đẩy lắm. Bình chân. Chân thôi. Chơi đây. Chậm nói cái là chậm chắc vị trí được rồi. Mang cái là đội INB đấy à? Đội INB là số mấy? Sao? Được. Tài ơi. Đây. Nghe tài. Trọng tài biên bên này mà. Bên này nhìn sao. Nghe tài mới. Tài đây. Ôi bác ơi, 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 Bình này, Bình nha, Bình. Chạy đi. Ok. Thôi cứ đá đi.
Có tiền. Chào gọi là hay đấy. Bill vào. Gạt đẹp Bill. Là đá luôn đấy. Hay luôn rồi gì, khởi động đi. Không tí lại đeo đá được. Trước mặt luôn. Đang bảo nó chui cái đâu. Mãi chưa thấy cái sợi dây. Ôi đi giày đi, hết mệnh bây giờ. Rồi, cứ thế thôi, không cần anh không cần dâng cánh đâu, anh đã chắc gì đấy. Chắc đi, chắc đi, chắc đi, chắc chắc chắn đi. Hơi khó. Bắt người Hưng, bắt người. Lên. Cứ bình tĩnh thôi, không phải vội. Thôi đặt cánh bên kia đi. Chạy. Biên phải kéo lên. Lựa lên. Sơn lên. Ăn nào. Như đặt vào đầu không cô thương như anh Ngọc ơi. Anh là kỹ thuật thì em cũng cô thương. Ăn nào, ăn nào. Người ta phải truyền quả gọi là đúng không? Trọng trọng kiến tạo ở đấy được không? Người ta phải truyền quả gọi là đúng đầu thì mới đánh đầu được. Nhưng mà quan trọng là anh cũng phải tưởng tượng được là ý tưởng của bàn thắng ấy hả? Một đi và một chuyền cọc hai. Ăn cái này rồi. Nhìn 80 nhá. Quay mặt đi, quay mặt. Thả lên. Nhanh lên. Cánh trái nào. Đội này. Ôi! Đội này được. Ăn tất, ăn tất. Ăn tất, ăn cả ba. Ăn tất đi. Ăn cả ba. Hay. Ăn tất rồi. Được. Cả sức rồi. Hết lực. Chậm nghe các nào. Rồi, ngang ngang, nghe nghe thôi. Ok. Lùi vào tí đi anh ơi. Buồn cười nhỉ? Hay thật đấy. Ôi. Tự nhiên lại thấy đội bạn là phòng ngự cho mình. Đau đầu thật. Được đấy, đội này được đấy. Ăn tất thì đeo được. Rồi, bắt bài. Ôi. May hả ông này, vẻ ơn nào ông lợn. Tí lại bảo là cô không thương. Cô phản đúng là 10 phút 20 giây.